lão thần bất phục. Thái sư có điều gì không phục? Hay là cảm thấy ngài nhậm chức của Bác Hiền Dương có điều gì không ổn? Nhậm chức hay không, lão thần đâu dám đoan mạng. Lão thần bất phục ở chỗ là cách thức nhận quân lần này. Nói, chức tiên phong là một chức phận quan trọng. Bác Hiền Dương thân là chủ soái, dĩ nhiên có quyền chọn lựa. Nhưng theo ý của lão thần thì nên tuyển chọn công khai, tuyển mộ tinh anh thay cho quốc gia, và có thể dựa vào lần chinh thổ này để tuyển chọn danh tướng cho triều đình, có phải là diệu mỹ hay không? Thái sư nói vậy nghe cũng rất có lý. Công hoài công một chủ ý tốt. Hoàng thúc à, chẳng hay ý của người như thế nào? Chủ ý của thái sư thần cảm thấy rất công bằng hợp lý. Khải bẩm hoàng thượng, Bao Chưởng cương trực đưa nhiệm, tin chắc là chủ ý hay. Không sai. Bao canh gia tiếp chỉ. Có hạ thần. Hoàng thượng, lão thần không phục. Thái sư còn có điều gì không phục? Tuy Bao Chưởng là người cương trực, nhưng cùng Sài Gia là chỗ thâm giao, trước đây đã có tình nghĩa, chỉ sợ binh vực chưa phải là người tôi hữu. Thái sư, luôn cả Bao canh gia canh cũng cảm thấy rất bất mãn. Hay là ý muốn trẫm đích thân giám khảo? Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng anh minh. Được, có thể thay hoàng thúc chọn thất phu tuyển anh tài, trẫm thật sự không thể từ chối được. Nhị vị canh gia hãy mau mau bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. À phải, Bao canh gia. Cô di thần. Hoàng thúc báo cho trẫm biết, kể là Đinh Diễn Hầu không may đã ngã bệnh, bán thân bất toại, bệnh tình có thuyên giảm chút nào chứ? Khải bẩm hoàng thượng, Đinh Diễn Hầu hiện đang chăm cứu trị liệu, bệnh tình đã thuyên giảm nhiều. Chuyện xảy ra sau đó, nghe nói là có xảy ra hung án. Chuyện này có thật hay là không? Khải bẩm hoàng thượng, chuyện đó là có thật. Cho tới giờ hung án vẫn chưa phá được. Ngay tại Dương Hầu Phủ lại xảy ra án mạng. Nếu như không mau chóng điều tra, chỉ sợ là bàn tán của Lê Dân bá tánh. Bao canh gia, khanh phải mau chóng điều tra đó. Thần tuân chỉ. Đây là ngôi gia của Kim Thủy. Gần đây có gặp Kim Thủy hay là có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không? À dạ không, từ khi Biến Diện Dương bị giết chết thì không thấy Kim Thủy xuất hiện nữa. Kim Thủy còn thân nhân nào khác không? Ờ, hắn còn một người vợ. Người vợ bây giờ ở đâu? Dạ, đếm đầu ngón tay, ả đã rời khỏi hơn một tuần trăng rồi. Bỏ đi lúc nào, chuyện đó tôi cũng không rõ. Đại nhân. Thuộc hạ đã thám thính Dương Gia Tuấn vào ngôi nhà của Kim Thủy, hoàn toàn không để lại một dấu vết khả nghi nào. Còn ngôi nhà của Kim Thủy hầu như tan hoang, tới giờ thê thiếp của hắn cũng không ai rõ. Vất vả quá. Công tôn tiên sinh, điều này bổn phủ vẫn cảm thấy lạ. Chứng bệnh của lão hầu gia cũng có thể là sau khi đọc lá thư đó mới xảy ra. Đại nhân, bức thư đó... Chỉ tiếc rằng bổn phủ chưa được đọc lá thư đó và cũng không rõ nội dung của bức thư. Nhưng mà sau khi lão hầu gia đọc bức thư lập tức ngất xỉu thì cho thấy chuyện này không thể là trùng hợp. Nội dung lá thư không thể nào đơn giản. Không lẽ đây là bức thư tống tiền? Cũng có thể lắm. Nếu không quan trọng thì lão hầu gia đâu đến nỗi ngất xỉu. Theo thuộc hạ nghĩ thì lá thư này đâu có liên quan đến hung án. Có thể liên quan. Vừa nãy bổn phủ đã phát giác được rằng bên ngoài phong thư có dính chút son mà gánh hát hay dùng. Nhưng mà... Không sai. Nếu phán đoán đúng, quả thật có phần hơi cưỡng cầu.
nhưng mà ta có thể giả thiết nội tình của vụ án không đơn giản như ý ta tưởng. Công tôn tiên sinh, trưởng mổ cũng nghĩ như vậy. Vị thê thiếp của Kim Thủy vào một tuần trăng trước đã bị vô âm tính, tin chắc vụ giết người của Kim Thủy đã có mưu đồ từ trước. Đại nhân, ta có cần bỏ công điều tra đoàn hát này không? Đó là điều mà ta đang muốn. Mau đại nhân mời. À phải, Trương bang chủ, vừa rồi người kể, người nghi ngờ Dương Gia Tuấn và thê thiếp Kim Thủy, hai người có quan hệ không được bình thường, có phải không? Theo tôi, 10 phần hết chính rồi. Vì người trong gánh hát ai cũng biết hết đó. Cho hỏi Dương Gia Tuấn có thê thiếp nào chưa? Chưa hề. Hắn là một lãng tử. Đại nhân, Triển hộ vệ, người này là ai? Đại nhân, là công tôn tiên sinh. Đúng vậy. Còn bây giờ đã trở thành bốn phủ. Đại nhân, ngài vẫn còn nghi ngờ. Triển hộ vệ, có, lập tức báo cho Kim huyện lệnh làm bốn phủ khai quan, để tránh việc sau này không rõ mặt tên hung đồ. Buộc bốn phủ phải khai quan để tìm rõ vụ án này. Đại nhân. Đại nhân, người đã quyết định khai quan nghiệm thi hả? Dù sao đây cũng là địa phương của tri huyện phủ, dù tình hay lý, bổn phủ cũng phải có sự đồng ý. Bao đại nhân đã nói như vậy, ti chức phản đối. Hãy nói lý do. Đại nhân, thứ lỗi hạ quan nói thẳng, thay vì nạn nhân đã được tẩm liệm, giả lại manh mối vụ án đã rành rành, chỉ cần tầm đã hung thủ quy án thôi, mạch nhiên khai quan chỉ sợ... Lời của Kim huyện lệnh sai lầm rồi. Hung thủ vẫn chưa được quy án, vụ án vẫn chưa hề kết thúc. Không lẽ bao đại nhân nghi ngờ khả năng làm việc của hạ quan? Kim huyện lệnh ngài quá lời rồi. Xưa có câu sơn ngoại hữu sơn, thế sự vô thường. Xử án nếu không xử việc cầu chánh, làm sao có thể phá được an tình? Bổn phủ không phải là kẻ đoán chuyện như thần, vì trong lòng vẫn còn nghi ngờ, muốn chứng minh sự thật. Kim huyện lệnh, bổn phủ cam đoan, giả sử khai quan niệm chánh có gì sơ sót, nhất định kính bị tam sinh tửu lễ, để tế dung linh. Kim thạch chi ngôn của bao đại nhân, hạ quan dĩ nhiên là tuân lệnh, không dám, không dám. Ngài hiểu rõ thì tốt rồi. Triển hộ vệ. Chủ, dạ. Mời người bước tới, nhận dạng cho kỹ người ở trong quan tài. Dạ đại nhân. Khải bẩm đại nhân, người trong quan tài là Dương Gia Tuấn. Thứ lỗi chuyện mộ mà phạm. Sao lại là Kim Thủy? Không phải biết diện Dương sao?